bao nhiêu? Would you like it prefer from in Vietnamese? Yeah, both. Well, yeah, you speak in Vietnamese. Okay. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã hết chương trình Habitat Community Continuity House for Help người có thu nhập thấp, có cuộc sống ổn định và bình an. Cha ông mình nói là an cư lạc nghiệp. Nhà thờ HEP được điều đó là rất rất quý, đó là cái quý nhất mà những người mà được hưởng căn nhà trong chương trình này họ rất hạnh phúc. Cảm ơn nhà thờ rất là nhiều, cảm ơn các cha và cộng đoàn. Thank you, Saint Cecilia, for all the support you give to Habitat. Please come out and build with us. We're building 12 homes in the city of Fullerton. Join the rest of the Catholic community in providing families with a hand up to affordable home ownership. Visit habitatoc.org. You can contact Ariel Hyatt. I'm the Director of Faith and Community Relations at Habitat for Humanity of Orange County. You could reach me at 714-434-6822 at extension 226, or you can give me an email at Ariel, A-R-I-E-L, at habitatoc.org. Join Habitat for Humanity, the Catholic Coalition, and the Interfaith Community at the Built for Unity celebration on Sunday, September 8th in Laguna Hills. All of the funds and proceeds raised will go directly into building 12 homes in the city of Fullerton. Go to habitatoc.org under events, Build for Unity celebration, and sign up today. Join Habitat for Humanity of Orange County, the Catholic Coalition, and the Interfaith Community at the Build for Unity celebration on Sunday, September 8th in Laguna Hills. All of the proceeds raised will go directly into building 12 homes in the city of Fullerton. Register today at habitatoc.org under events, Build for Unity celebration. Can't wait to see you there. Oh,
cái sự của các bạn chúng ta chỉ rất là điện bài và chăm chỉ để giúp cho con và giúp cho cộng đoàn rất là đam mê và chọn những bài hát và những cái bài hát là chỉ ghi chú là hát nhỏ chỗ nào, hát lớn chỗ nào, dài chỗ nào, bé chỗ nào. Cho nên chúng ta thấy là các bạn mỗi ngày một tiến bộ rất là nhiều, không những về âm thanh, về kỹ thuật mà cả những cái chất giọng của tất cả các thành viên. Nhưng mà tối nay chúng ta thấy rồi. Cho nên đây cũng nói như vậy là sinh nhật của chị, cho nên mời các thành viên cùng đứng lên.